bi kịch cuộc đời của lý mạc sầu nổi nhất màn ảnh tuyết lê nổi tiếng từ khi mới 14 tuổi sự nghiệp của cô vốn đầy những hứa hẹn nhưng vì một người đàn ông mà rơi vào bi kịch Tuyết Lê tên thật là Nghiêm Huệ Minh, sinh năm 1965 trong một gia đình khá xả ở Hồng Kông. Ít ai biết rằng Tuyết Lê chính là em gái nữ diễn viên Mễ Tuyết, một trong những minh tinh hoa ngữ nổi tiếng nhất điện ảnh Hồng Kông thập niên 1980. Năm 1975, Mễ Tuyết đảm nhận vai chính bộ phim Anh hùng xả điêu. Vai diễn Hoàng Dung này đã đưa tên tuổi Mễ Tuyết đến với đông đảo khán giả và trở thành một trong những ngôi sao hạng A nội đình nội đám vào thời điểm đó. Dưới sự giúp đỡ và diều sát của chị gái, cùng với khả năng diễn xuất thiên phú và gương mặt khả ái, Tuyết Lê bước vào con đường diễn xuất khi chỉ mới 14 tuổi. Năm 1979, Tuyết Lê tham gia bộ phim Thân Tình, đóng cùng Châu Nhận Phát. Sau đó, cô tiếp tục được đạo diễn tin tưởng giao cho vai chính bộ phim Anh Hùng Thiếu Lâm Tử năm 1981. Những năm đầu của sự nghiệp, Tuyết Lê đã được đánh giá là một diễn viên rất sáng giá sá và có tiềm năng trên con đường diễn xuất. Có lẽ sự nghiệp của Tuyết Lê sẽ chẳng thua kém gì người chị gái của mình nếu cô không đánh đổi tất cả vì tình yêu. Năm 14 tuổi, Tuyết Lê với hình ảnh trong sáng và đáng yêu đã chinh phục được hết bao trái tim các chàng trai lúc bấy giờ, một trong số đó là nam diễn viên Trương Quốc Vinh. Đáng tiếc, mối tình đầu ngọt ngào của hai người sớm nở nhưng cũng đã sớm tàn do không hợp nhau về tính cách. Trương Quốc Vinh từng chia sẻ, hai chúng tôi, một người hướng nổi và thích sự tĩnh lặng, còn một người thì năng động, hướng ngoài. Sau một khoảng thời gian ngắn bên nhau, hai người đã đường ai nấy đi. Bước ngoặt cuộc đời cũng như bị kịch tình yêu của Tuyết Lê bắt đầu vào năm 1982. Tuyết Lê sang Thái Lan đóng phim và tại đây cô gặp Từ Thiếu Cường, nằm diễn viên võ thuật tình đám thời bấy giờ. Cô yêu say đắm người đàn ông hơn mình 15 tuổi. Mặc cho sự phản đối của gia đình và dư luận, cô sẵn sàng vứt bỏ sự nghiệp để đến bên Từ Thiếu Cường. Năm 18 tuổi, Tuyết Lê mang thai con trai đầu lòng với Thiếu Cường, tưởng rằng sẽ là được hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng vào lúc vừa mang thai, nữ diễn viên đã phát hiện ra Thiếu Cường là người đàn ông đã có gia đình. Khi tin bị lan truyền ra ngoài, Tuyết Lê vướng phải những chỉ trích dữ dội cho rằng cô là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tuy nhiên cô vẫn mạnh mẽ đứng lên trên những lời đàm tiếu của xã hội để ở bên từ thiếu cường sau đó nam diễn viên cũng đã ly hôn vợ để giành chính nguồn thuận ở bên tuyết lê cô cũng sinh thêm cho anh một cô con gái nữa thời điểm ấy bốn người một gia đình nhỏ sống hạnh phúc còn sự nghiệp của tuyết lê xuống sốc không phanh cô từ bỏ tất cả để vun vén cho cái gia đình mà cô đã hy sinh cả sự nghiệp để đánh đổi tưởng rằng sẽ có một cái kiếp viên mãn vài năm sau khi bên nhau thiếu cường vẫn chứng nào tật nấy không bỏ được thói lăng nhăng của mình và làm tổn thương tuyết lê. Lúc này, tuyết lê đã lựa chọn từ bỏ người đàn ông bội bạc và bỏ đi cùng hai đứa con nhỏ trở thành bà mẹ đơn thân. Nếu trước kia, Tuyết Lê là một diễn viên trẻ, sự nghiệp đầy hứa hẹn, luôn được giao đóng những vai chính thì giờ đây, sự nghiệp của cô gần như rơi vào bế tắc. Với sự giúp đỡ của người chị Mễ Tuyết, cô đã quay trở lại con đường diễn xuất, tuy chỉ được đảm nhận những vai phủ, một trong những vai phủ để đời của Tuyết Lê chính là vai diễn Lý Mạc Sầu trong Thần Điêu Đại Hiệp. Vào vai mà nữ hẳn tình từng bị phản bội trong tình yêu, Tuyết Lê đã hóa thân một cách xuất sắc để trở thành Lý Mạc Sầu ấn tượng nhất trong lịch sử. Mà đến giờ vẫn chưa ai có thể thay thế. Nhiều người cho rằng Tuyết Lê đã đem cảm xúc từ chính cuộc sống thực của mình, từ những gì cô đã nếm trải trong tình yêu vào vai diễn này, để rồi nhập vai một cách hoàn hảo nhân vật Lý Mạc Sầu. Sau bài diễn Lý Mạc Sầu vào năm 1995, Tuyết Lê tiếp tục tham gia thêm hai phim nữa của TVB là Thiên Long Bát Bổ 1997 và cỗ Máy Thời Gian 2001. Sau khi từ bỏ từ Thiếu Cường, Tuyết Lê gửi hai con sang Canada cho dì và chị gái chăm sóc, giải dỗ, còn cô phải ở lại Hồng Kông theo nghiệp diễn và kiếm tiền nuôi con. Trong suốt những năm dài xa cách, các con của cô không được gặp mẹ, không có được hơi ấm tình yêu và sự chăm sóc của người mẹ, ba mẹ con cũng trở nên xa cách. Thậm chí, con gái Tuyết Lê khi gặp không nhận cha mẹ khiến nữ diễn viên vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, Tuyết Lê cũng cố gắng hết sức để hàn gắn lại tình mẫu tử mà cô đã bao lâu không thể làm cho con mình. Hiện giờ hai con của cô cũng đã thành đạt và có cuộc sống riêng. Nữ diễn viên Thần Điều Đại Hiệp chia sẻ, hai đứa con chính là món quà thượng đế đã ban tặng cho tôi. Tôi không hề hối hận khi làm mẹ đơn thân, bởi ở độ tuổi trẻ như vậy các con tôi cũng sẽ hiểu được lựa chọn của tôi giờ đây tuyết lê cũng ít khi tham gia các dự án điện ảnh cũng như truyền hình tuy nhiên cái tên tuyết lê cũng như vài diễn lý mặc sầu của cô trong thần điều đại hiệp vẫn còn mãi trong lòng người hâm mộ